Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình iGroup Mimo nhẵn tóc cần bát nha các bạn. Đây là con chắc của nó, các bạn nào add con chắc nó vào với chocolate này nọ đi các bạn. Rồi để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video, mình mở link form ra các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh Telegram group nữa nè. Rồi nhiệm vụ thứ hai các bạn follow Twitter và retweet iGroup tăng 3 người bạn nè. Rồi các bạn nhấp vào các bạn. Rồi Twitter thì các bạn follow nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn like nè, chích dẫn cho tweet bài viết đã ghim của nó các bạn. Ok các bạn chích dẫn cho tweet, các bạn tăng 3 người bạn của mình vào nữa các bạn. À còn mình nè. Rồi các bạn. Rồi các bạn tweet lên nha các bạn. Sau khi các bạn tweet xong các bạn mới up lại, các bạn mở cái link form của mình ra nha các bạn. Thì dòng đầu tiên thì các bạn điền là username Twitter của bạn, thì các bạn mở Twitter của bạn ra, các bạn vào trang cá nhân bạn thì sẽ thấy Twitter của bạn các bạn. Username Twitter các bạn cộng memo của bạn các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn, cộng anh 461 các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là có link retweet tăng 3 người bạn hồi nãy nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter của mình ra nè các bạn. Bạn nhấp vào ba chỗ gặp bên cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn chờ xíu mà. Tweet cho trả lời nè. Rồi cái bài hồi nãy nè các bạn. Qua bên tweet nè các bạn. Sao nó chưa có hiện lên. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ nè các bạn. Các bạn sao chép lên Twitter nha các bạn, sao chép liên kết nữa. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn mở cái link form mình ra lại nha tất cả các bạn bắt vô đây. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ ví RC20 trên ví Chocolate, Meister Wallet, MetaMask đều được nha các bạn. Email rồi cũng được. Rồi các bạn copy địa chỉ tắt mình nha các bạn. Rồi các bạn gì sao chép đi các bạn. Rồi các bạn chạy vào cái link form này nè. Bạn bắt vào đây. Đây nha. Rồi tất cả các bạn việc bấm gỡ đã xong rồi các bạn. Ok, như vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia từ buổi sáng Mimo nhận tóc cần bát đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video. Mình hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.